Ukraine thất thủ ở làng Georgivka, quân đội Nga tiến về phía Kherson Mỹ khẳng định không cử cố vấn quân sự hay binh sĩ đến Ukraine Đại sứ quán Mỹ cảnh báo Nam giới mang quốc tịch Mỹ-Ukraine không được phép rời Ukraine Tổng thống Biden thăm Pháp với trọng trách thúc đẩy hợp tác đồng minh Hầu thi không ngừng phóng tên lửa, biển đỏ tiếp tục dậy sóng Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Kênh Military Summary đưa tin toàn bộ mặt trận hướng tới Kupiansk đang ầm ầm hoạt động. Quân đội Nga đang tiến bộ trong một số khu vực và giành được chỗ đứng. Theo một số báo cáo, sau nhiều tuần im lặng, ngôi làng Georgivka gần thành phố Marinka đã thất thủ, dù hiện tại chưa có xác nhận trực quan nào Mặt trận theo hướng Sivets cũng đang có giao tranh tích cực và quân đội Nga cũng đang tiến về phía Kherson. Trước đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã triển khai cuộc không kích ở vùng Kharkov. Sau đòn tấn công chính xác, cây cầu chiến lược của Ukraine ở khu vực Kupiansk, Uslovai thuộc vùng Kharkov đã bị phá hủy. Mục tiêu bị tấn công bằng bom dẫn đường với các mô đun lập kế hoạch. Việc phá hủy cây cầu ở khu vực Kupiansk, Uslovai có tầm quan trọng chiến lược vì đây là điểm kết nối đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo liên kết giao thông cũng như vận chuyển thiết bị quân sự và hàng hóa. Việc sử dụng bom dẫn đường với mô đun lập kế hoạch cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga đạt được độ chính xác cao, mục tiêu sẽ bị phá hủy sau khi bắn chúng nhưng giảm được các thiệt hại phụ có thể xảy ra. Trong khi đó, một máy bay không người lái trinh sát của phương Tây đang bay qua biển đen thu thập thông tin về các cuộc tấn công có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga và có thể là trên Crimea. Trước đó, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào tháng 4 cuối cùng cũng đã đem lại kết quả. Đặc biệt với tên lửa Atak MS tầm bắn 300 km do Mỹ cung cấp, Ukraine đã có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Crimea, bán đảo mà Nga đã sắp nhập năm 2014. Mới đây, một chiến dịch chung của Hải quân và lục quân Ukraine nhắm vào một bến phà tại cảng Kapkaz nằm ở phía eo biển Kursk của Nga eo biển Kerch phân chia bán đảo Crimea với đất liền Nga. Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công bến phà Kerch bên phía Crimea, làm hư hại hai phà đường sắt Avangard và Konrocheder, vốn rất quan trọng để Nga cung cấp hàng hóa cho Crimea. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công vào phía eo biển Crimea đã sử dụng tên lửa Atacms do Mỹ sản xuất. Hiệu quả của chiến dịch nhằm vào Crimea đã cho thấy những gì Ukraine có thể đạt được nếu không còn phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Từ lâu, Crimea đã là khu vực có tầm quan trọng về mặt quân sự đối với Nga. Tổng thống Vladimir Putin coi Crimea là tàu sân bay không thể chìm, nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và hạm đội biển đen phục vụ chiến dịch của Nga ở miền nam Ukraine, cũng như các đứt tuyến huyết mạch xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine. Sau khi sắp nhập Crimea năm 2014, Nga đã đầu tư số tiền khổng lồ vào các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào Crimea là giai đoạn mới nhất trong chiến dịch phức tạp của Kiev nhằm bóp nghẹt bán đảo này. Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này sẽ không cử cố vấn quân sự hay binh sĩ đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ quốc gia Đông Âu này. Ông Sullivan đưa ra tuyên bố trên khi đang tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Paris để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm đi đây ngày binh sĩ đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai và sau đó là chuyến thăm cấp nhà nước tại quốc gia châu Âu này. Theo quan chức Nhà Trắng, Mỹ đã huấn luyện binh sĩ Ukraine bên ngoài lãnh thổ nước này, trong đó có Đức, nơi hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện cách vận hành các thiết bị quân sự do phương Tây sản xuất. Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tiếp tục mở rộng hoạt động này bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh vừa qua tổng thống pháp emmanuel macron nêu ra phương án triển khai lực lượng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tới ukraine để chống lại nga tuyên bố rằng không còn danh giới đỏ không còn biên giới liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine pháp đang thành lập một liên minh bao gồm các quốc gia có khả năng sẵn sàng gửi lực lượng phương tây tới ukraine bộ trưởng ngoại giao pháp franz stefan Sejunier đã tới litva để thảo luận về những vấn đề này Tại Litva, ông Sejunye gặp những người đồng cấp vùng Baltic cũng như Ukraine và lên tiếng ủng hộ ý tưởng rằng các lực lượng nước ngoài có thể hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực như giả phá bom mìn. Tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis chủ trì và có sự tham gia của người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, ông Sejunye đã chỉ trích Nga gay gắt nói rằng Nga không có quyền nói với chúng ta rằng chúng ta nên giúp đỡ Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc năm tới công việc của Nga không phải là đứng ra tổ chức hoạt động cho chúng ta hay đặt ra các ranh giới đỏ. Vì vậy, chúng ta sẽ tự mình quyết định việc này. Hầu hết các nước châu Âu bao gồm Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan đều tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi binh sĩ tới Ukraine, bất chấp sự nhất quyết của ông Macron rằng cần phải làm như vậy. Nhưng cũng có nước thay đổi. Ba Lan là nước đầu tiên phản đối đề xuất của ông Macron, nhưng gần đây đã thay đổi lập trường. Trong khi đó, ba quốc gia vùng Baltic, những nước được cho là dễ bị Nga tấn công nhất nếu Moscow thành công trong cuộc giao tranh chống Ukraine, tỏ ra cởi mở hơn nhiều trước đề xuất của Tổng thống Pháp, nhất là Litva. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine thông báo, nam giới có hai quốc tịch Mỹ và Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 sẽ không được phép rời khỏi Ukraine. Trước đây, chính phủ Ukraine áp dụng ngoại lệ cư trú ở nước ngoài, quy định cho phép một số nam giới quốc gia này từ 18 tuổi đến 60 tuổi có thể rời đất nước. Tuy nhiên, ưu ái này được cho là đã bị loại bỏ. Theo Kiev Independent, Ukraine không công nhận quốc tịch kép Mỹ-Ukraine. Vì vậy, nam giới mang hai quốc tịch này phải có nghĩa vụ tuân thủ các biện pháp huy động quân sự giống như những công dân Ukraine khác. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ, trước đây công dân mang hai quốc tịch có thể rời Ukraine nếu đã hủy đăng ký cư trú tại Ukraine và đăng ký cư trú tại Mỹ. Theo thông tin của chúng tôi, ngoại lệ này đã bị thu hồi kể từ đầu tháng 6. Đại sứ quán Mỹ thông báo, Khả năng của chúng tôi trong việc tác động đến luật pháp Ukraina, bao gồm cả việc áp dụng thiết quân luật và luật huy động đối với công dân Ukraina bị hạn chế. Nếu bạn đang ở Ukraina và không thể rời khỏi đất nước, hãy ở lại chỗ và tuân theo mọi mệnh lệnh của chính quyền địa phương. Phía Mỹ cảnh báo, nếu bạn hiện không ở Ukraina, chúng tôi thực sự khuyến nghị bạn không nên đi đến Ukraina nếu không muốn ở lại quốc gia này vô thời hạn, áp dụng cho nhóm nam công dân Mỹ từ 18 đến 60 tuổi cũng có quốc tịch Ukraine. Có nguy cơ rất cao là bạn sẽ không được phép rời khỏi Ukraine ngay cả khi có hộ chiếu Mỹ. Trước khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có khoảng 1,5 triệu nam giới nước này đã đăng ký nhập ngũ trong thời gian tới. Sau khi luật huy động mới có hiệu lực ở Ukraine vào ngày 18 tháng 5, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ có 60 ngày để cập nhật dữ liệu cá nhân nhằm hỗ trợ nhà nước xác định vị trí của từng người phần lớn các cập nhật được thực hiện bằng ứng dụng trực tuyến mới Regis Plus. Ngoài việc sử dụng ứng dụng, thanh niên Ukraine có thể cập nhật dữ liệu của mình tại các trung tâm dịch vụ công hoặc văn phòng nhập ngũ. Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin thêm hơn 14.000 thanh niên Ukraine sinh sống và làm việc tại 124 quốc gia cập nhật thông tin đăng nhập bằng ứng dụng này. Trong số các quốc gia dẫn đầu có Ba Lan, Đức, Canada, Cộng hòa Séc, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Litva, Hà Lan và Slovakia. Đô đốc Vladimir Kasatonov, phó tổng tư lệnh hải quân Nga khẳng định trong tương lai, các căn cứ của hạm đội Baltic và phương Bắc Nga có thể sẽ phải hứng chịu những đợt tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk được phóng đi từ Bonhom. Đô đốc Kasatonov nhấn mạnh rằng vào mùa thu năm ngoái, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa di động tầm trung Typhoon trên hòn đảo Bonhom. Hệ thống này có thể tấn công các mục tiêu trên biển trong bán kính 400 km và sử dụng tên lửa dẫn đường phòng không Standard 6 hoạt động theo quỹ đạo gần như đạn đạo. Đô đốc Kasatonov lưu ý việc đưa tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.400 km vào tổ hợp Typhoon tạo thêm một mối đe dọa đối với lực lượng và cơ sở hải quân Nga. Với việc Phần Lan và Thụy Điển hiện là thành viên của NATO, mối đe dọa đối với hạm đội Baltic và phương Bắc sẽ ngày càng gia tăng. Lầu Năm Góc chưa thông báo về việc chuyển tên lửa Tomahawk đến Bornholm, nhưng theo Defense 24, quân đội Mỹ có khả năng chuyển vũ khí quân sự này đến đó nếu cần gọi hòn đảo này là tàu tuần dương tên lửa neo đậu. Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm, tầm trung đến tầm xa, 460 đến 2.500 km, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được Hải quân Anh và Hải quân Mỹ sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất bằng tàu chiến và tàu ngầm. Tên lửa Tomahawk được phát triển tại phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins vào những năm 1970 và lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ vào năm 1983. Tomahawk đã trải qua nhiều lần nâng cấp và sửa đổi, bao gồm phiên bản chống hạm, phiên bản không đối đất và một biến thể phóng từ mặt đất. Tomahawk có nhiều cấu hình khác nhau xét về hỏa lực, bao gồm biến thể thông thường với đầu đạn nổ mạnh 450 kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang VK-80, đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5 đến 150 kg. Tên lửa Tomahawk có tính năng GPS, radar chủ động, dẫn đường quán tính và dẫn đường dựa trên đường viền địa hình. Trong các biến thể mới nhất, máy thu GPS của tên lửa có thể chống nhiễu. Tên lửa Tomahawk là vũ khí quan trọng trong hầu hết các hoạt động quân sự và chiến tranh ở nước ngoài Mỹ kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Nhà sản xuất Tomahawk Raytheon cho biết Mỹ đã sử dụng tên lửa Tomahawk trong chiến đấu hơn 2.300 lần trong 32 năm qua. Tất cả đều sử dụng biến thể thông thường của tên lửa hành trình. Cùng với tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio Tomahawk có thể bắn được từ một loạt tàu mặt nước của Mỹ, bao gồm cả tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Alexburg. Tên lửa được phóng bằng Mark 41, hệ thống phóng thẳng đứng trên mặt đất hoặc trên tàu có thể được trang bị trên nhiều loại tàu chiến. Dù tên lửa Tomahawk phổ biến rộng rãi trên các tàu chiến mà Hải quân Mỹ triển khai ở nhiều nơi, nhưng chúng không được coi là bất khả xâm phạm. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hai sự kiện ở Pháp và Ý. Thông tin về hai cuộc gặp sắp tới của ông Biden và ông Zelensky đã được Nhà Trắng tiết lộ. cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong tuần này ông Biden sẽ có dịp ngồi lại với tổng thống Zelensky khi tổng thống Mỹ tới Normandy, Pháp, dự kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ đi đây trong Thế chiến II, ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày 6 tháng 6 năm 2024 hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine và cách thức Washington có thể tiếp tục và tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông Biden cũng dự kiến gặp ông Zelensky tại cuộc họp của G7 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 tại Paris của Ý. Nội dung trao đổi tập trung vào việc sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine. Ông Sullivan nói với báo giới, trong vòng hơn một tuần qua, Tổng thống Biden sẽ có hai cuộc gặp thực chất với Tổng thống Zelensky. Phát ngôn này diễn ra trong bối cảnh vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Thay vào đó, ông sẽ cử Phó Tổng thống Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đến Thụy Sĩ. Cụ thể, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham dự cuộc họp ở Rusne, Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có mặt tại buổi gây quỹ tranh cử ở Los Angeles do các diễn viên George Clooney và Julia Roberts chủ trì. Phát ngôn viên của bà Harris, bà Kirsten Allen cho biết, Phó Tổng thống sẽ nhấn mạnh cam kết của chính quyền Biden, Harris trong việc hỗ trợ nỗ lực của Ukraine nhằm bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài, dựa trên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như các nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Bà Kitten Allen cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Ukraine khi họ tự bảo vệ mình trước sự gây hấn của Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ tham gia cùng bà Harris với tư cách là thành viên phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị. Thụy Sĩ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 nhằm xây dựng sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với các đề xuất hòa bình của Tổng thống Zelensky, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết, 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị, bao gồm các đồng minh phương Tây của Ukraine và các quốc gia từ Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông. Tổng cộng Kiev đã gửi lời mời tới khoảng 160 quốc gia và tổ chức. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Paris trong ngày 5 tháng 6 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy Mang Đi và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Nhiệm vụ cao cả hơn là ông sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ với các đồng minh xuyên đại Tây Dương. Trong bối cảnh châu Âu đang rất lo lắng về Nga, Trung Quốc và nguy cơ cuộc bầu cử cuối năm nay có thể làm đảo lộn trật tự địa chính trị hiện tại. Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, Tổng thống Biden thực sự tin rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng của lịch sử nó gắn liền sự thay đổi của địa chính trị, những thách thức mà chúng ta phải đương đầu trên khắp thế giới. Ông Biden sẽ được chào đón bằng lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà nhà lãnh đạo Mỹ dành cho người đồng cấp Pháp năm 2022. Ông Macron là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu quyết liệt nhất với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Pháp đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, tuyên bố sẽ vượt tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng 2% của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, và khởi động lại ngành sản xuất vũ khí trong nước. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng, Jake Sullivan cho biết, ông Biden dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky khi họ ở đi và một lần nữa bên lề thượng đỉnh G7 tại Italia vào tuần tới. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột khi Ukraine đã bắt đầu sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trước buổi tiếp đón cấp nhà nước, ông Biden cùng với Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, Vua Charles đệ tam của Anh và Thủ tướng Canada, Justin Trudeau sẽ dự lễ kỷ niệm tưởng nhớ những người lính của quân đội đồng minh đã hy sinh trong cuộc đổ bộ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 để giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc xã, được tổ chức vào hôm nay, mùng 6 tháng 6. Đối với vua Charles, đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Italia Sergio Mattarella cũng sẽ tham dự buổi lễ như một dấu hiệu của sự hòa giải quốc tế thời hậu Thế chiến thứ hai. Không có quan chức nào từ Nga được mời những vị khách danh dự nhất của lễ kỷ niệm sẽ là những cựu chiến binh còn sống, dự kiến có khoảng 200 người, hầu hết đều đã gần và trên 100 tuổi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với giọng gay gắt trong cuộc phỏng vấn gần đây tại nơi làm việc của ông ở Kiev khi đề cập đến những chậm trễ trong nỗ lực viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Tôi muốn hỏi rằng vấn đề ở đây là gì? Trong thông điệp vừa trách móc vừa thách thức, ông Zelensky cho rằng phương Tây quá chậm trễ và thiếu quyết tâm trong các quyết định hỗ trợ Ukraine vì sợ Nga. Trả lời phỏng vấn tạp chí Times đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo phương Tây đang đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện nếu không hành động để giúp đỡ Ukraine. Ông nói, nếu chúng ta để Ukraine thất thủ, thì hãy nhớ lời tôi, Ba Lan và tiếp đến là các nước dọc biên giới với Nga cũng sẽ thất thủ. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính sách về Ukraine hiện nay của ông là một phần trong chiến lược răn đe rộng lớn hơn Ông nhấn mạnh, các quyết định của Mỹ trong 4 năm tới sẽ quyết định tương lai của châu Âu trong một thời gian dài. Ông cho biết, đó là lý do tại sao chúng ta không thể để NATO thất bại. Chúng ta phải xây dựng điều đó cả về mặt chính trị và kinh tế, và về mặt quân sự, lĩnh vực mà chúng ta đang đầu tư đáng kể. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Biden phát biểu, đồng thời khẳng định bản thân không sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine. Hòa bình có nghĩa là đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ chiếm đóng Ukraine hòa bình trong như thế đó và không có nghĩa họ, tức Ukraine, là một phần của NATO. Điều này có nghĩa chúng tôi có mối quan hệ với họ như chúng tôi làm với các quốc gia khác, cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Trả lời câu hỏi, liệu đề xuất của Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine có phải là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng hay không? Ông nói, tôi nghĩ là không. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, điều quan trọng cần nhớ là Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực của quân đội Nga và NATO hiện cũng mạnh hơn so với khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, ông đã đồng ý công bố thông tin tình báo về kế hoạch quân sự của Moscow ở Ukraine để cho thế giới biết Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát và chuyện gì đang xảy ra. Ông Biden tự hào khẳng định Mỹ hiện là quốc gia mạnh nhất thế giới. Hãng tin RT dẫn lời ông Zelensky trong một cuộc gặp với một nhóm sĩ quan quân đội ở Kiev. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chỉ được gia nhập NATO nếu chúng tôi giành chiến thắng. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ được mời vào NATO khi còn giao tranh. Ông giải thích thêm, việc kết nạp Ukraine sẽ cần có sự đồng thuận của 32 thành viên trong Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Cũng theo ông, một số thành viên NATO không chấp nhận Ukraine giữa lúc xung đột vũ trang vẫn đang diễn ra vì họ cảm thấy rủi ro trong khi các thành viên khác chỉ đơn giản là hoài nghi. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tư cách thành viên NATO sẽ giúp đảm bảo an ninh và độc lập của Ukraine. Do đó, để được chấp nhận vào NATO, Ukraine cần chiến thắng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời Times rằng hòa bình ở Ukraine có nghĩa là sự đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ có thể kiểm soát lãnh thổ của Kiev. Tuy nhiên, ông Biden cho rằng Ukraine không nhất thiết phải trở thành thành viên NATO thì mới có thể xảy ra kịch bản trên. Ông nói thêm, điều đó có nghĩa là chúng tôi có mối quan hệ với họ giống như chúng tôi làm với các quốc gia khác nơi chúng tôi cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Nhưng tôi chưa sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine. Ông Biden đồng thời nhấn mạnh, phương Tây không thể cho phép Ukraine thất thủ, vì điều đó sẽ gây bất ổn cho mọi quốc gia giáp biên giới Nga, từ Ban Căng đến Belarus. Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ thông tin rằng việc NATO hỗ trợ Ukraine đặt liên minh vào tình thế nguy hiểm. Ông cho rằng việc NATO không giúp Ukraine mới khiến khối này đối mặt với rủi ro. Theo Defense News, Tại hội nghị thường niên vào tháng 7 tới, NATO có kế hoạch cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ an ninh, mặc dù vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Kiev gia nhập tổ chức trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Đại sứ Mỹ tại NATO Julian Smith cho biết, ngoài gói viện trợ cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7, ước tính có khoảng 32 quốc gia đang xây dựng các điều khoản hỗ trợ song phương cho Kiev ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Trong đó có 13 quốc gia đã hoàn tất các thỏa thuận phát biểu tại hội nghị bàn tròn của Defense Writer Group hôm 3 tháng 6, bà Smith cho rằng gói viện trợ này sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và Ukraine, đồng thời được xem là cách mà NATO ghi nhận nguyện vọng gia nhập tổ chức của Ukraine. Bà Smith nói, chúng tôi đang nỗ lực thể chế hóa một số hỗ trợ song phương mà một số quốc gia đang cung cấp cho Ukraine và đặt chúng dưới sự giám sát của NATO, đồng thời gửi tín hiệu tới Moscow rằng Liên minh NATO sẽ luôn sát cánh với Kiev. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, ông Donald Trump, ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU, có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine sau 24 giờ. Thủ tướng Orbán nói với tờ In nếu ông Trump và EU muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, họ có thể làm điều đó trong 24 giờ. Chúng ta không được quên rằng xung đột bùng phát là do con người. Và chính những người này, nếu họ sẵn lòng, sẽ có mọi cơ hội để kiến tạo hòa bình. Tôi nghĩ rằng nếu ông Trump trở thành tổng thống, ông ấy có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong một ngày và sau đó bắt đầu đàm phán. Theo ông, chiến lược của EU về vấn đề Ukraine đã thất bại từ quan điểm chiến thuật. Thủ tướng Hungary mong đợi cánh hữu sẽ chiếm đa số trong nghị viện châu Âu sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 8, 9 tháng 6. Thủ tướng Hungary tiết lộ rằng điều đó phụ thuộc phần lớn vào quyết định của người đồng cấp Italia, Giorgia Meloni, lãnh đạo phe bảo thủ châu Âu, và bà Marine Le Pen, lãnh đạo nhóm nghị viện thuộc Đảng Tập hợp Quốc gia Pháp, Thủ tướng Hungary kết luận các đảng cánh hữu phải hợp tác, tương lai nằm trong tay hai người phụ nữ và họ phải đi đến thỏa thuận. Trước đó, Thủ tướng Hungary cho biết việc triển khai phái bộ của NATO ở Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới thay vì bảo vệ các quốc gia thành viên của Liên minh. Ông cho hay, thật vô lý khi thay vì bảo vệ chúng tôi, một quốc gia thành viên, NATO lại đang lôi kéo chúng tôi vào một cuộc thế chiến. Điều này chẳng khác nào lính cứu hỏa cố dập tắt đám cháy bằng súng phun lửa. Bình luận của ông Oban được đưa ra khi Ngoại trưởng các nước NATO đang họp ở Praha, Cộng hòa Séc để thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi cuối tháng 5 nói rằng đã đến lúc các nước thành viên NATO xem xét lại một số hạn chế liên quan việc sử dụng những loại vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine. Hungary luôn phản đối các động thái như vậy. Ngoại trưởng Hungary hồi đầu tháng cho biết đất nước ông sẽ không tham gia kế hoạch dài hạn của NATO nhằm viện trợ cho Ukraine, điều Budapest mô tả là sứ mệnh điên rồ. Ông Orbán được xem là lãnh đạo có lập trường thân thiện với Nga nhất trong các thành viên NATO. Chính trị gia 61 tuổi đã nhiều lần kêu gọi thành viên liên minh hạn chế can thiệp vào cuộc chiến tại Ukraine, ủng hộ thúc đẩy Kiev và Moscow đàm phán thay vì viện trợ vũ khí cho Ukraine và kéo dài xung đột. Hãng tin TASS của Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tiết lộ, ông Zelensky và các đồng minh phương Tây của ông ấy đã đích thân gọi điện cho tất cả các nhà lãnh đạo của các nước CIS. Nga là một trong những thành viên sáng lập và dẫn đầu tổ chức này trong nỗ lực cuối cùng để lôi kéo họ tham gia vào hội nghị hòa bình Ukraine. Chúng tôi biết rằng không nhà lãnh đạo nào đồng ý đề nghị này. Theo ông, những người bạn và đồng minh thân thiết nhất của Nga ở CIS đều nhận thức rõ về bản chất của hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Ông Galuzin nhấn mạnh, nó không liên quan gì đến hòa bình. Đó là một nỗ lực rõ ràng nhằm tạo ra một liên minh chống Nga và gửi tối hậu thư tới Moscow để chứng tỏ rằng thế giới ủng hộ công thức hòa bình không thể thực hiện được của ông Zelensky. Những cuộc gặp gỡ như vậy không góp phần vào một giải pháp chính trị, chúng vô nghĩa và sẽ dẫn đến thất bại. Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã có một số phát biểu quan trọng trong chuyến công du thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Tại đây, tổng thống Ukraine kêu gọi các nước đồng minh bằng mọi giá ép Nga ngồi vào bàn đàm phán có lợi cho Ukraine. Ông phát biểu trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez. Chúng ta cần tăng cường các phần việc chung với đối tác để đạt được nhiều hơn, cưỡng ép về an ninh hoặc các biện pháp hữu hình khác để buộc Nga đi đến hòa bình bằng mọi giá. Được biết, đến thời điểm hiện tại, hơn 100 quốc gia cho biết sẽ cử phái đoàn tới Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham gia, còn Mỹ sẽ cử Phó Tổng thống Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả hội nghị sắp tới là vô nghĩa vì Moscow chưa được mời. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lập luận rằng việc tập hợp và thảo luận nghiêm túc về cuộc xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là điều vô lý. Vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ quan điểm về hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ chủ trì tổ chức. Theo ông, đây là hoạt động thiếu mục tiêu rõ ràng và hoàn toàn vô lý khi Nga chưa được mời đến tham dự. Đó cũng là lý do tại sao nhiều quốc gia không muốn lãng phí thời gian tham dự hội nghị nói trên. Theo thông tấn xã Nga TASS, khoảng 160 quốc gia đã được mời tham dự, nhưng chỉ từ 70 đến 80 quốc gia phản hồi và hầu hết nguyên thủ quốc gia sẽ không tham dự. Trong khi đó, Ukraine khẳng định hơn 100 quốc gia và tổ chức thế giới đã đồng ý tham gia hội nghị này. Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã mô tả hội nghị sắp tới là vô nghĩa vì không có Moscow. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã lập luận rằng việc tập hợp và thảo luận nghiêm túc về cuộc xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là điều vô lý. Mặt khác, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói rằng rất khó để Trung Quốc tham dự hội nghị hòa bình Ukraine khi Nga không có mặt. Bà cho rằng hội nghị nên có mặt của Nga và Ukraine và có những thảo luận bình đẳng đối với mọi kế hoạch hòa bình. Nếu không, sẽ khó để hội nghị đóng vai trò thực chất trong việc khôi phục hòa bình. Còn người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc tìm kiếm lựa chọn cho một giải pháp cho xung đột Ukraine mà không có sự tham dự của Nga là vô lý, vô ích và phí thời gian. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ vào tuần tới. Quyết định này được cho là sẽ khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thất vọng. Theo báo Mỹ Politico, ông Biden dường như đã quyết định tham gia sự kiện gây quỹ ở Hollywood. Sự kiện được lên kế hoạch trùng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ sự kiện gây quỹ tranh cử do các ngôi sao Hollywood George Clooney và Julia Roberts tổ chức tại bang California. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục ông Biden dự hội nghị, nói rằng việc Tổng thống Mỹ vắng mặt không khác gì vỗ tay tán dương Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước những câu hỏi về việc ông Biden không đến Thụy Sĩ, Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby nhấn mạnh bà Harris và ông Sullivan đều là những đại diện cấp cao đề cập thêm việc Washington đã hỗ trợ Ukraine tích cực trong suốt cuộc xung đột với Nga. Nguồn tin của Moscow Times tiết lộ Điện Kremlin đã tăng cường các biện pháp bảo vệ Tổng thống Nga Putin lên một mức độ chưa từng có. Trong ngày 4 tháng 6, tờ Moscow Times đã đăng tải bài phỏng vấn với hai quan chức an ninh từng nhiều lần xuất hiện cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại các sự kiện quan trọng. Hai quan chức này nhấn mạnh các biện pháp an ninh vốn nghiêm ngặt xung quanh ông Putin đã được tăng cường ở mức độ chưa từng có, nhất là khi Điện Kremlin nhận thấy những nguy cơ từ các cuộc tấn công nhằm vào chính trị gia cấp cao ở châu Âu và châu Á thời gian vừa qua. Điện Kremlin đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh cho Tổng thống Putin. Khi xuất hiện trước công chúng, ông ấy được bảo vệ bởi cả một đội cận vệ công khai và giấu kín. Moscow Times dẫn lời hai quan chức an ninh Nga cho biết, các đặc vụ Nga luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ sau những gì đã xảy ra với cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hay vụ tấn công Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây. Trong bài phỏng vấn, hai quan chức an ninh Nga tiết lộ rằng ông Putin đã mặc áo chống đạn trong các sự kiện ngoài trời kể từ năm 2023. Đây là khuyến nghị được Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga FSO đưa ra nhằm tăng cường an ninh cho chủ nhân điện Kremlin. Hai quan chức an ninh nói với Moscow Times rằng trong cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5, Tổng thống Putin rõ ràng đã mặc áo chống đạn toàn thân. Đây là một biện pháp phòng ngừa cần thiết jett mueller một nhà tư vấn độc lập của anh chuyên về an ninh có nguy cơ cao và môi trường thù địch đã xem xét đoạn video quay cảnh ông putin tại cuộc duyệt binh ngày chiến thắng theo yêu cầu của the moscow times cô kết luận rằng ông thực sự đang mặc áo chống đạn mueller cho biết ông putin có vẻ đi lại khá cứng nhắc và không có nếp nhăn tự nhiên nào xuất hiện ở phía sau áo khoác của ông ấy khi đi lại và bắt tay các quân nhân trong một số trường hợp putin dường như nâng và điều chỉnh vai của mình theo cách thể hiện sự khó chịu trước cách thiết kế áo vest chống đạn trên vai hoặc xương đòn. Cô nói và lưu ý rằng trọng lượng của áo vest có thể gây khó chịu và khó chịu khi mặc trong thời gian dài. Cô nói thêm, người ta thấy ông Putin luôn cài cao áo khoác ngoài và kiểm tra xem nó đã được cài chưa. Như thể ông ấy đang cố gắng đảm bảo không ai có thể nhìn thấy áo trong. Cô nói, theo quan điểm chuyên môn của tôi, ông Putin đang đeo một số loại bảo vệ đạn đạo trong thời gian tham dự cuộc duyệt binh ngày chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất trong năm đối với Điện Kremlin. Với các biện pháp an ninh chặt chẽ và sự chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn trên quảng trường đỏ đã bắt đầu từ trước. Theo trang The Kiev Independent, ngày 4 tháng 6, khi sự chú ý của công chúng chuyển sang cuộc tấn công mới của Moscow ở Kharkov, các lực lượng Nga vẫn tiến quân chậm mà chắc vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine nơi vẫn là mục tiêu chính của Moscow. Di chuyển về phía Tây sau khi kiểm soát hai thành phố Bakhmut và Aydipka, quân đội Nga đã giành được hơn chục ngôi làng nhỏ và đến gần thị trấn Chashovya, cũng như tuyến đường cao tốc chiến lược phía nam thị trấn. Ivanivsky nằm trên đường cao tốc giữa Bakhmut và Chashovya là một trong những ngôi làng mới nhất đối mặt với nguy cơ bị chiếm giữ. Với cuộc tấn công vào Ivanivsky, Nga đang cố gắng tạo được một vòng vây chủ động bao quanh Chashovya, một thị trấn nằm trên vùng đất cao chiến lược. Chachovia được đánh giá là cửa ngõ dẫn vào phần còn lại của vùng Donetsk, bởi thị trấn này nằm trên các điểm cao, cho phép pháo binh Nga khống chế hàng loạt đô thị và khu công nghiệp xung quanh. Bản thân Chachovia cũng nằm cách Bakhmut chỉ 8 km. Đây từng là một trong các cứ điểm quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Chính vì lý do này, quân đội Ukraine tuyên bố phải giữ Chachovia bằng mọi giá. Nếu để mất thị trấn này, phong tuyến của Kiev ở Kostiantinovka, Druskovka, Kramatorsk và Slavyansk sẽ bị uy hiếp. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine lại bị áp đảo bởi hơn 20.000 binh sĩ Nga, cùng việc thiếu thốn về hỏa lực. Việc Nga giành quyền kiểm soát Chashovya cũng tạo động lực cho họ hoàn thành mục tiêu nắm giữ toàn bộ vùng Donbass, gồm Donetsk và Lugansk. Đây là mục tiêu dài lâu của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Nga đã tăng tốc dồn dập các cuộc tấn công ở Donbass trong tháng qua. Kể từ khi giành được Adipka, quân đội Nga liên tục tiến về phía Tây và tốc độ tiến quân được đẩy mạnh. Ở diễn biến khác, Chris Thelnian, phóng viên quân sự Pháp sống và làm việc tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tin rằng quân đội Pháp đã cùng lực lượng Ukraine tham gia các cuộc xung đột ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4 tháng 6 tuyên bố các huấn luyện viên quân sự Pháp, huấn luyện binh sĩ ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga, theo TASS. Pháp hiện không chính thức có nhân viên quân sự hỗ trợ hoặc huấn luyện lực lượng Ukraine ở Ukraine nhưng Kiev tuần trước cho biết họ đang đàm phán với Paris về vấn đề này. Ngoại trưởng Lavrov nói trong một cuộc họp báo, bất kể họ được gọi là gì, là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay chỉ là lính tư nhân, họ đều sẽ là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Tương tự, Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ tấn công các sĩ quan huấn luyện nước ngoài ở Ukraine khi được hỏi về vấn đề này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 6 bất kỳ người hướng dẫn nào tham gia huấn luyện chế độ Ukraine đều không có quyền miễn trừ. Việc họ có phải là người Pháp hay không, không quan trọng. AVP thông tin, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã triển khai cuộc không kích ở vùng Kharkov. Sau đòn tấn công chính xác, cây cầu chiến lược của Ukraine ở khu vực Kupiansk, Uslovoy thuộc vùng Kharkov đã bị phá hủy. Mục tiêu bị tấn công bằng bom dẫn đường với các mô đun lập kế hoạch. Trước đó, một cây cầu tương tự của Ukraine cũng bị tên lửa KH-38ML tấn công, nhưng lần này quân đội Nga đã sử dụng bom nổ trên không FAB để phá hủy. Theo các nguồn tin, việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích gây bất ổn cho các tuyến đường vận tải và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này sẽ làm phức tạp thêm việc cung cấp và di chuyển của lực lượng Ukraine trong khu vực. Việc phá hủy cây cầu ở khu vực Kupyansk-Ust-Lovoy có tầm quan trọng chiến lược vì đây là điểm kết nối đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo liên kết giao thông cũng như vận chuyển thiết bị quân sự và hàng hóa. Việc sử dụng bom dẫn đường với mô đun lập kế hoạch cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga đạt được độ chính xác cao. Mục tiêu sẽ bị phá hủy sau khi bắn chúng, nhưng giảm được các thiệt hại phụ có thể xảy ra. Trong một diễn biến khác, nhà máy thủy điện Dnipro HPP cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau cuộc tấn công dữ dội gần đây của Nga. Cục trưởng của quân sự tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho hay, nhà máy thủy điện Dnipro hiện đang trong tình trạng nguy kịch không thể sản xuất điện. Giao thông qua sông Dnieper bị đình chỉ hoàn toàn nên việc di chuyển của người dân địa phương bị hạn chế. Hai cây cầu khác có thể được sử dụng để qua sông và giao thông đang di chuyển theo cả hai hướng. Đây là cách sẽ duy trì giao thông ở khu vực này trong suốt cuối tuần. Ông Fedorov cho biết chính quyền địa phương sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia để nếu người Ukraine tiếp tục giao thông qua nhà máy thủy điện Dnipro thì sẽ an toàn cho các phương tiện được phép đi qua. Đồng thời ông cũng nói thêm, Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho người dân địa phương câu trả lời rõ ràng về vấn đề hậu cần xung quanh nhà máy thủy điện Pro ở Zaporizhia trong vài ngày tới. Ông Fedorov cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công các khu vực đông dân cư ở tỉnh Zaporizhia hơn 500 lần trong một ngày, lập kỷ lục mới. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các binh sĩ của lực lượng đặc biệt thuộc nhóm chiến đấu Tersen đã lần đầu tiên sử dụng tổ hợp robot Liakhovska hoạt động trên mặt đất và phá hủy mục tiêu Ukraine trong chiến dịch tấn công trên hướng Adipka. Đoạn video được Sputnik đăng tải cho thấy robot Liakhovska mang đầy mìn len lỏi vào chiến hào và cho nổ tung súng máy hạng nặng của Ukraine. Phương tiện mặt đất không người lái cảm tử Liakhovska được cung cấp năng lượng nhờ động cơ điện khiến nó gần như không phát ra tiếng ồn. Liaguska có kích thước nhỏ gọn và tốc độ lên tới 20 km một giờ. Nó có thể tiếp cận vị trí của đối phương mà không bị phát hiện. Liaguska có thể mang trọng tải nổ lên tới 30 kg. Kíp vận hành robot Liaguska gồm 3 người, sử dụng bộ điều khiển từ xa và kính bảo hộ đặc biệt. Một camera được lắp trên anten của thiết bị cho phép người vận hành điều khiển phương tiện tránh chướng ngại vật trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Anten bổ sung của kíp vận hành cho phép duy trì quyền kiểm soát robot ở khoảng cách lên tới hơn 3 km. Theo các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI và giới quan sát, cuộc xung đột Nga Ukraina có thể là tiền đề cho sự ra mắt của các robot cảm tử và robot chiến đấu hoàn toàn tự động trên chiến trường. Cuối tuần trước, tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết đã chế tạo một mẫu robot bánh xích góc nhìn thứ nhất có tên Depesa, được trang bị đầu nổ để tấn công theo kiểu tự sát nhằm vào binh sĩ, khí tài và phòng tuyến răng rồng của đối phương. Răng rồng là những khối bê tông dạng kim tự tháp được xếp thành hàng ngang nhằm cản trở xe tăng thiết giáp hiện được sử dụng phổ biến trên chiến trường Ukraine. Khi đối mặt với phòng tuyến dạng này, tăng thiết giáp thường phải vòng tránh và dễ rơi vào trận địa mai phục của đối phương. Ngoài Depesa, đơn vị High Precision Complexes Holding, một phần của Rostec đã phát triển tổ hợp robot đa chức năng Buggy. Buggy gắn trên khung gầm bánh xe và được điều khiển bằng tay cầm và máy tính bảng. Theo The Telegraph, trong nhiều tháng nay, Ukraine đã sử dụng robot trong mọi chiến dịch từ phá hủy cầu, vận chuyển tiếp tế đến tuyến đầu cho đến sơ cứu những binh sĩ bị thương. Xe cơ giới không người lái UGV của Ukraine là bước phát triển mới nhất trong cuộc xung đột bằng robot. Những tiến bộ công nghệ này được hy vọng sẽ giúp Ukraine giảm bớt gánh nặng thiếu hụt binh sĩ nghiêm trọng. Natalia Kuzneska, giám đốc điều hành Brave 1, nền tảng đổi mới quốc phòng của chính phủ Ukraine cho biết, khác với Nga, binh sĩ là nguồn lực quan trọng nhất của Ukraine trên chiến trường. Chính vì vậy, công nghệ, đặc biệt là xe cơ giới không người lái, có thể giảm thiểu sự tham gia của con người, bảo vệ mạng sống của binh sĩ. Brave 1 đã sàng lọc hàng trăm ý tưởng, bản thiết kế và nguyên mẫu được đưa ra bởi các chuyên gia quân sự Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 3, hơn 50 robot đã được đưa đến tuyến đầu trong âm thầm. Chính quyền Kiev từng kỳ vọng Nhà Trắng sẽ cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAC-MS có tầm bay lên tới 300 km để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga nhưng Washington vẫn duy trì quan điểm mang tính nguyên tắc bất biến về vấn đề này. Tuy nhiên, gần đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, như các bạn đã biết, theo diễn biến của cuộc xung đột, các điều kiện chiến trường đã thay đổi. Tùy vào tình hình, chúng tôi cũng điều chỉnh mức độ ủng hộ đối với Ukraine. Tôi hy vọng là cách tiếp cận tổng thể sẽ không có gì thay đổi trong những tuần tới tháng tới. Ông nhấn mạnh, chính sách của Washington liên quan đến việc cấm Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hoặc các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga không thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ xem mọi thứ đi đến đâu và Ukraine cần gì. Tuy vậy, ông cho biết Mỹ không loại trừ khả năng nới lỏng hơn nữa các hạn chế, cho phép Ukraine tập kích sâu hơn vào trong lãnh thổ Nga, ông khẳng định Mỹ sẽ không quay lưng với Ukraine. Trên thực tế, sau nhiều tháng nhận các lời phàn nàn từ tổng thống Ukraine Zelensky, Nhà Trắng đã chính thức bắt đầu một cách nhanh chóng quá trình đánh giá lại khả năng mạo hiểm cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga. Nếu Mỹ phê chuẩn cho Ukraine khai hỏa vũ khí Mỹ vào Nga, Kiev sẽ có điều kiện để phản kích lại các vị trí pháo và tên lửa hiện nằm tương đối an toàn bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken khi thăm Moldova trước đó tuyên bố công khai để ngỏ khả năng chính quyền ông Biden sẽ thích ứng và điều chỉnh quan điểm về việc tấn công vào bên trong nước Nga bằng vũ khí Mỹ. Ông nói, sự thay đổi này sẽ dựa trên tình hình chiến trường ukraine đã thay đổi đây là lời kêu gọi mới nhất trong nội bộ chính quyền biden quanh nội dung thay đổi chính sách về vấn đề ukraine sử dụng vũ khí trong xung đột với nga một số cố vấn của ông biden tin rằng việc ông biden đảo ngược quan điểm của mình là điều tất yếu nhưng nếu tổng thống mỹ thực sự thay đổi quan điểm về vấn đề này khả năng cao ông sẽ đặt ra một số hạn chế nghiêm ngặt như ukraine chỉ được dùng vũ khí mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ nga và sát biên giới có liên quan đến các cuộc tấn công vào Ukraine. Có thể ông Biden sẽ tiếp tục cấm dùng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga hoặc vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga. Tuy nhiên, giới chức Mỹ bắt đầu ngày càng coi nhẹ các lời cảnh báo đó từ phía Nga. Họ cho rằng Nga chưa mạo hiểm tấn công vũ khí vận chuyển từ lãnh thổ NATO sang Ukraine. Và ông Putin vẫn thận trọng tránh xung đột trực tiếp với Liên minh quân sự phương Tây này. Thậm chí, cựu quan chức quân sự Mỹ Seth còn kết luận rằng lo lắng về việc Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu chiến tranh trên lãnh thổ Nga là điều không cần thiết. Theo ông này, Ukraine có nhu cầu quân sự hợp pháp là làm suy yếu năng lực tác chiến của Nga. Phát biểu trước báo giới vừa qua, trong khi đang có chuyến công du 3 ngày đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết đất nước của ông từ lâu đã chờ đợi để được kết nạp vào Liên minh châu Âu-EU, Song, sau nhiều năm vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên EU, Ankara hiện coi BRICS như một nền tảng thay thế để hội nhập. BRICS ban đầu chỉ gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, đầu năm nay, nhóm đã kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Nhóm BRICS mở rộng hiện chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu và 45% tổng dân số thế giới. Nhóm cũng chiếm hơn 40% sản lượng dầu của thế giới. Tại một sự kiện ở Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa CCG ở Bắc Kinh, ông Biden bày tỏ mong muốn được tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng BRICS dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố Nizhny Novgorod của Nga. Trước động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga hoan nghênh mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và điều này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm sắp tới, theo hãng thông tấn TASS ông peskov nói rõ ràng tất cả chúng tôi đều hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng đối với brics từ các nước láng giềng bao gồm những đối tác quan trọng như thổ nhĩ kỳ điều này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh brics do nga chủ trì và chúng tôi đang tích cực chuẩn bị ông peskov lưu ý rằng tổ chức này khó có thể đáp ứng đầy đủ lợi ích của tất cả các quốc gia sẵn sàng tham gia ông peskov nhấn mạnh tuy nhiên brics quan tâm việc duy trì liên lạc với tất cả các quốc gia quan tâm với nhiều hình thức giữ liên lạc khác nhau hiện đang được nghĩ ra để thực hiện điều đó. Đây là một quá trình lâu dài nhưng chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm tích cực như vậy. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lưu ý rằng cánh cửa của BRICS luôn chào đón đại diện của các hệ thống kinh tế, chính trị và khu vực. Ông Lavrov nhận xét điều kiện duy nhất để gia nhập nhóm là các nước thành viên tuân thủ nguyên tắc then chốt về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, điều vốn không có tại các liên minh chính trị hoặc quân sự của phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ gặp một số trở ngại trong việc gia nhập BRICS vì nước này là thành viên của Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, các nước phương Tây cũng không ủng hộ việc đối tác của mình gia nhập BRICS. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan cũng tuyên bố sẽ nộp đơn xin vào BRICS trong thời gian tới. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên công khai kế hoạch tham gia BRICS. Theo người phát ngôn chính phủ Chai Wacharonke, nội các Thái Lan đã phê chuẩn các văn bản cần thiết nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập. Điện Kremlin cho biết, Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả chết người nếu phớt lờ những cảnh báo của Moscow rằng Ukraine không nên sử dụng các vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Bình luận về việc chính quyền Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, chuyên gia Henga Zeb Laroche, người sáng lập Viện Schiller của Đức, đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là cách Tổng thống Mỹ Joe Biden cố gắng tranh thế chiến thứ ba hay không? Sau khi Mỹ thay đổi lập trường, chính quyền Đức cũng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất để bảo vệ vùng cốp khỏi cuộc tấn công của Nga. Chuyên gia La Rooche cho rằng, Đức một lần nữa khuất phục trước áp lực của Mỹ một cách đáng xấu hổ. Chuyên gia nhận định, mối nguy hiểm lớn nhất là các chính quyền phương Tây đã tự thuyết phục mình tin rằng Nga chỉ đang đùa giỡn. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trên Radio Kossuth rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc xung đột chống lại Nga. Nếu quỹ đạo điên cuồng này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có Armageddon, tức ngày tận thế tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Một số chính phủ phương Tây gần đây cũng đưa ra sự cho phép tương tự. Kiev đã kêu gọi mở rộng giới hạn sử dụng vũ khí phương Tây khi các lực lượng của Nga tiến công vào khu vực Kharkov. Một quan chức Mỹ nói với Politico rằng Tổng thống Joe Biden gần đây đã chỉ đạo đối ngũ của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng các vũ khí của Mỹ cho các mục đích phản pháo ở Kharkov để ukraina có thể đẩy lùi các lực lượng của nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ đồng thời cho biết chính sách về các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga vẫn chưa thay đổi tuần trước tổng thống nga vladimir putin cũng đã cảnh báo phương tây về việc cho phép ukraina sử dụng các vũ khí của những nước này để tấn công nga ông tuyên bố sự gia tăng căng thẳng liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử như thế nào khi tính đến sự cân bằng giữa chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov đã kêu gọi Mỹ dành chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì Tổng thống Putin đã nói. Đồng thời, ông Ryabkov cũng nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã đưa ra một cảnh báo rất rõ ràng và nó phải được lắng nghe thực sự nghiêm túc. Theo một bài phân tích trên trang Agoravox cho biết, Cuộc đối đầu giữa NATO và Nga cho thấy quân đội NATO có nhiều điểm yếu so với quân đội Nga, nhưng có một điểm nguy hiểm hơn đối với NATO so với tất cả những điểm khác cộng lại, căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Căn cứ không quân Ramstein ở Đức là trụ sở của không quân Mỹ ở châu Âu, là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ trên lãnh thổ EU cũng là trung tâm chỉ huy không quân thống nhất của các quốc gia NATO. Có hàng chục nghìn nhân viên làm việc tại đây. Ngày nay, căn cứ Không quân Ramstein là điểm trung chuyển hàng hóa và nhân sự chính của Mỹ ở châu Âu. Đây là nơi đóng quân của 16 phi đội máy bay vận tải quân sự thuộc Không đoàn số 86. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân cũng được lưu trữ tại căn cứ này, khoảng 150 quả bom. Trong trường hợp xung đột quân sự giữa NATO và Nga xảy ra, căn cứ Ramstein sẽ được sử dụng làm điểm tiếp nhận thiết bị và quân đội từ nước ngoài, thậm chí là điểm sơ tán. Gần đó có bệnh viện quân đội lớn nhất Mỹ theo một bài phân tích trên trang Agoravox, hãy đặt mình vào vị trí của người Nga, chừng nào NATO còn gửi vũ khí lỗi thời hoặc không thể sử dụng đến Ukraine, ví dụ như xe tăng M1 Abrams, điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột thông thường. Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO vì theo một trong số các điểm của NATO, một quốc gia có tranh chấp biên giới không thể tham gia liên minh. Vì vậy, Nga chỉ có thể tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine và đợi cho đến khi người châu Âu mệt mỏi hoặc phá sản nhưng nếu nato bắt đầu xung đột trên lãnh thổ nga nga sẽ có thể tấn công trả đũa quốc gia tấn công và các nước nato khác sẽ không đến hỗ trợ và nếu người nga tin rằng một cuộc giao tranh với nato cuối cùng sẽ là chiến tranh hạt nhân họ sẽ không chờ đợi cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên từ nato mà sẽ phủ đầu ngay lập tức bằng vũ khí hạt nhân trong binh pháp tôn tử nói trong chiến tranh điều cần thiết là tấn công vào chiến lược của kẻ thù chiến lược của NATO là một môi trường chậm chạp, ngột ngạt, tương tự như điều xảy ra với một con ếch trong nồi nước dần dần sôi lên. Nếu quá trình này đủ chậm, con ếch sẽ không phản ứng và sẽ chết. Vì vậy, cuộc tấn công vào một chiến lược như vậy là hiển nhiên. Sốc và kinh hoàng Sốc và kinh hoàng, về mặt kỹ thuật được gọi là thống trị nhanh chóng, là một chiến lược quân sự dựa trên việc sử dụng sức mạnh áp đảo và màn phô diễn lực lượng ngoạn mục để làm tê liệt nhận thức của kẻ thù về chiến trường và tiêu diệt ý chí chiến đấu của hắn. Một cuộc tấn công hạt nhân có thể phá hủy toàn bộ căn cứ Ramstein và sát hại tất cả 60.000 người Mỹ chỉ trong vài phút, hoàn toàn phù hợp với chiến lược này. Nó sẽ ngay lập tức khiến NATO mù quáng và chỉ có một vũ khí chỉ sát hại quân đội mà NATO không thể đáp trả. Một phản ứng quân sự cổ điển sẽ chỉ khẳng định khả năng phục hồi quân sự của Nga và do đó không còn khả thi nữa. Napoleon và Hitler đã cố gắng làm điều này nhưng không có kết quả. Ngày 4 tháng 6 theo giờ địa phương, tư lệnh Hải quân Litva Đô đốc Giedrius Premenikas xác nhận khoảng 4.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ đến Litva trên hơn 50 tàu chiến để tham gia cuộc tập trận lớn nhất vùng Baltic mang tên Bantops 2024. Đô đốc Premenikas cho biết cuộc tập trận hải quân này sẽ có khoảng 9.000 binh sĩ tham gia, khoảng 30 tàu sẽ neo đậu tại cảng Klaipeda của Litva, trong khi một số tàu khác sẽ neo đậu ngoài cảng tùy theo nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Quân sự Thụy Điển cho biết tập trận Bantops 2024, còn được gọi dưới tên khác là Chiến dịch Baltic, sẽ được tổ chức ở vùng biển xung quanh đảo Gotland, Vịnh Riga, Vịnh Botnia và các địa điểm huấn luyện ở Thụy Điển như đảo Gotland và quần đảo Stockholm, Ba Lan, Đức và Litva. Cuộc tập trận hải quân Bantops 2024 nhằm thể hiện khả năng tương tác chiến lược giữa các đối tác trong NATO ở các cấp độ chiến thuật và chiến dịch, cũng như thực hành các chiến dịch chung nhằm ứng phó với khủng hoảng. Đô đốc Premenekas cho biết, ngoài các tàu đại diện cho hải quân của 21 quốc gia, cuộc tập trận này còn có sự tham gia của 45 máy bay chiến đấu. Theo tư lệnh Hải quân Litva, đây là cuộc tập trận lớn nhất ở Baltic cho đến nay. Cuộc tập trận Baltops 2024 sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 6. Trong diễn biến có liên quan, Đài RT đưa tin, ngày mùng 4 tháng 6, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng mọi binh sĩ phương Tây ở Ukraine đều sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga cho dù các binh sĩ đó đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác. Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi được hỏi về một thông tin xuất hiện trên tờ The Washington Post rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể cân nhắc tấn công quân đội Pháp nếu lực lượng Nga có thể xác định được vị trí của binh lính Pháp ở Ukraine và coi đó là cơ hội để hạ nhục Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Peskov nói, thực tế là mọi huấn luyện viên quân sự tham gia huấn luyện quân đội Ukraine đều không có bất kỳ quyền miễn trừ nào và việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng có nhiều bằng chứng thực tế cho thấy các huấn luyện viên quân sự người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine. Ông Lavrov nói, dù họ là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay chỉ đơn giản là lính tư nhân, thì họ đều là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. NATO đang thiết lập nhiều hành lang trên bộ để đưa quân đội và thiết giáp của Mỹ ra tiền tuyến trong trường hợp xảy ra xung đột lớn trên bộ với Nga ở châu Âu. Một số quan chức nói với tờ The Telegraph rằng Mỹ sẽ đổ bộ tại một trong năm cảng và di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch từ trước trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga. Những tuyến đường hậu cần trở thành ưu tiên hàng đầu kể từ khi giới lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đồng thuận chuẩn bị 300.000 quân, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ liên minh tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Vilnius, Litva vào năm ngoái. Theo các kế hoạch hiện tại, quân đội Mỹ đổ bộ vào các cảng của Hà Lan trước khi lên các chuyến tàu chuyển quân qua Đức và tiếp tục tới Ba Lan. Trong trường hợp Nga NATO xảy ra xung đột, quân đội Mỹ sẽ được chuyển đến cảng Rotterdam của Hà Lan trước khi di chuyển về phía đông. Tuy nhiên, các thỏa thuận cũng đang được âm thầm thực hiện để mở rộng các tuyến đường đến các cảng khác nhằm bảo đảm liên lạc trên mặt đất không bị lực lượng Nga cắt đứt. Nếu lực lượng NATO tiến vào từ Hà Lan bị Nga bắn phá hoặc các cảng Bắc Âu bị phá hủy, liên minh này sẽ chuyển trọng tâm sang các cảng ở Italia, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các cảng của Italia, quân đội Mỹ có thể được đưa đi bằng đường bộ qua Slovenia, Croatia tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine. Nhiều kế hoạch tương tự cũng được đưa ra nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Romania để tiếp cận sườn phía đông của NATO. Ngoài ra, cũng có dự tính chuyển quân qua các cảng ở vùng Ban Căng, cũng như qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Trên các hành lang này, quân đội các quốc gia sẽ không bị hạn chế bởi các quy định của địa phương và sẽ được tự do vận chuyển các lô hàng mà không bị hạn chế thông thường. Trước đó, trả lời hãng thông tấn Eroia, tướng Vladimir Kulishov người đứng đầu cơ quan biên phòng trực thuộc tổng cục an ninh liên bang nga fsb nói rằng tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang lên kịch bản về việc tiến hành thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào nước nga ông kulishov nói ở khu vực gần biên giới nga các hoạt động trinh sát của nato ngày càng gia tăng cường độ huấn luyện tác chiến của quân đội trực thuộc liên minh quân sự ngày càng tăng cường rõ rệt trong đó họ cũng đang triển khai kịch bản về việc tiến hành các hoạt động chiến đấu đối đầu trực tiếp với nga bao gồm cả việc tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi. Vị tướng quân đội Nga nói thêm trong những tình huống như vậy, đòi hỏi quân đội nước này phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ khu vực biên giới. Phía Nga cho biết, các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược của lực lượng tên lửa thuộc lực lượng quân khu phía Nam đã bắt đầu, trong bối cảnh các nước phương Tây liên tục đưa ra những tuyên bố hung hăng. Khu vực quân khu phía Nam của quân đội Nga chính là nơi đang diễn ra kế hoạch quân sự tại Ukraine. NATO thừa nhận Nga có năng lực vượt trội về công nghiệp quốc phòng kể từ khi bùng phát xung đột với Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận ngạc nhiên về mức độ sản xuất vũ khí và đạn dược của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, nói rằng điều này đã vượt mọi dự kiến của NATO. Ông Jens Stoltenberg tiết lộ rằng Nga đang sản xuất đạn pháo với tốc độ gấp hơn 3 lần so với tất cả các thành viên NATO cộng lại. Ông giải thích lý do khiến các quốc gia phương Tây tụt lại phía sau là vì sau chiến tranh lạnh, phương Tây mới thực sự bắt đầu xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Tuy nhiên, theo ông Stoltenberg, tình hình đang được cải thiện khi tất cả các đồng minh NATO đều tăng cường năng lực sản xuất đạn dược và vũ khí. Theo ông, đã có sự chậm trễ và thiếu sót trong việc chuyển giao vũ khí cho Kiev trong những tháng gần đây. Nhưng điều này thực sự đang thay đổi và lượng đạn dược vào Ukraine đã tăng lên trong thời gian gần đây. Tổng thư ký NATO còn cho biết thêm, những tiến bộ của Nga ở khu vực Kharkov trong những tuần gần đây càng cho thấy NATO cần tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, sự hỗ trợ này sẽ tiếp tục ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử vào tháng 11. Bởi vì điều đó có lợi cho cả châu Âu và Mỹ, ông cũng cảnh báo rằng chiến thắng của Nga trước Ukraine sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn và chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Trước đó, theo tạp chí Business Insider, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ phụ trách kinh tế quốc tế, Dalip Singh khẳng định tỷ lệ phần trăm vũ khí của Nga sở hữu linh kiện của các hãng Mỹ hoặc đồng minh đang cao một cách đáng báo động và không thể chấp nhận. Điều này xuất phát từ việc hàng hóa từ các công ty trên đã qua nhiều đường trung gian để cập bến các nhà máy quốc phòng của Nga. Do đó, ông Sinh yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ cần cảnh giác hơn đối với các lô hàng xuất khẩu của mình. Ông cảnh báo rằng, hãy đảm bảo rằng các công ty Mỹ đang không vô tình trở thành bánh răng trong kho vũ khí của Nga. Trong vai trò của mình, ông Sinh được xem là kiến trúc sư cho các lệnh trừng phạt kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm vào Nga. Từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022, phát biểu của ông cho thấy dù đã thiết lập hệ thống lệnh trừng phạt phức tạp, Washington vẫn chật vật trong việc ngăn Moscow sở hữu các mặt hàng mang tính chiến lược. Trong một bài điều tra công bố vào năm ngoái, tạp chí Nikkei Asia cũng đã khẳng định Nga đã mua được số chip do Mỹ sản xuất trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt trên. Một phần không nhỏ trong số này được sử dụng để sản xuất vũ khí Nga nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Hải quân Mỹ đã phải kéo dài thời gian ở lại Biển Đỏ thêm ít nhất một tháng do hầu thi vẫn không ngừng phóng tên lửa. Đây là chia sẻ của một quan chức quốc phòng Mỹ với tờ Business Insider. Được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower bao gồm tàu sân bay Ike, tàu tuần dương USS Philippine và hai tàu khu trục USS gravelly và USS Martian. Việc nhóm tàu sân bay Mỹ kéo dài thời gian ở lại Biển Đỏ cho thấy giao tranh giữa hải quân Mỹ và nhóm vũ trang Houthi ở Yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đó, Mỹ thường xuyên đánh chặn tên lửa vào máy bay không người lái UAV của Houthi nhắm vào các tàu đi qua Biển Đỏ và vịnh Aden. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lần đầu tiên chỉ đạo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower tới Trung Đông là vào cuối tháng 10 năm 2023. Động thái này diễn ra sau khi nhóm vũ trang Hamas tấn công Israel và Israel triển khai kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Theo giới chức hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã sử dụng hơn 500 quả đạn trong quá trình triển khai hoạt động để tấn công Houthi ở Yemen và giải quyết các mối đe dọa từ nhóm vũ trang này. Chỉ riêng tuần qua, Houthi đã phóng hàng chục UAV và tên lửa đạn đạo chống hạm vào các mục tiêu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Một số mối đe dọa đã bị lực lượng Mỹ bắn hạ, trong khi một số khác rơi xuống biển và ít nhất một tàu thương mại đã bị trúng tên lửa của Houthi. Sau khi xung đột Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023, Houthi, nhóm vũ trang kiểm soát đa phần miền bắc Yemen, nhiều lần dùng UAV tên lửa tập kích Israel để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Houthi còn tấn công tàu hàng có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ, khiến nhiều công ty vận tải phải cho tàu đi đường vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Châu Phi, quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn. Từ giữa tháng 1, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nhiều lần tấn công mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả và ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ những cuộc tập kích. Cục diện biên giới israel liban ngày càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah liên tục gia tăng các cuộc tấn công ác liệt qua biên giới nhằm vào nhau. Theo một số nhận định của các nhà phân tích khu vực và quốc tế, nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai bên đang rất cận kề. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, trung tướng Hori Halevi tuyên bố rằng nước này chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến các cuộc tấn công hàng ngày của lực lượng Hezbollah vào miền bắc Israel. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo được trung tướng Halevi đưa ra trong cuộc họp đặc biệt tại một căn cứ quân sự ở thành phố Kiryat Shmona, một trong những địa phương phía bắc Israel bị tấn công ác liệt nhất bởi tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah trong những ngày qua và gây ra nhiều đám cháy dữ dội. Tại đây, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel khẳng định Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt vì các cuộc tấn công liên tiếp chống Israel kéo dài trong 8 tháng qua. Ít giờ trước tuyên bố của tham mưu trưởng Halevi, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar ben gvir kêu gọi quân đội nước này phát động cuộc chiến thảm khốc vào Liban để loại bỏ Hezbollah nhằm đáp trả việc nhóm vũ trang Liban liên tiếp mở các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel thời gian qua, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thề sẽ đưa Liban trở về thời kỳ đồ đá. Đáp lại đe dọa của giới chức Israel, Phó Thủ lĩnh Hezbollah CX Naim Qasem tối qua tuyên bố rằng lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Israel. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera, quan chức Hezbollah cảnh báo Mọi hành động mở rộng chiến sự của Israel tại Liban sẽ dẫn tới sự tàn phá, hủy hoại và biến động tại chính Israel. Theo giới phân tích khu vực, nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang ở mức đáng lo ngại, nhất là sau khi truyền thông Liban cùng ngày đưa tin giới chức Anh vừa cảnh báo Israel sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban trong khoảng trung tuần tháng 6 này, khuyến cáo chính phủ Liban cần có sự chuẩn bị cần thiết cho chiến tranh. Khi được tạp chí Times hỏi có nghĩ Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở giải Gaza vì lý do chính trị hay không, Tổng thống Joe Biden nói rằng có mọi lý do để mọi người đưa ra kết luận đó. Cuộc phỏng vấn với tạp chí được thực hiện vào cuối tháng 5 và đăng ngày mùng 4 tháng 6. Ông Biden, người đang thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 8 tháng, cũng cho biết không chắc chắn liệu lực lượng Israel có phạm tội ác chiến tranh ở Gaza hay không. Tổng thống Mỹ, bác bỏ cáo buộc Tel Aviv đang bảo đói dân thường ở Gaza như một phương pháp gây áp lực, song nói thêm rằng quân đội Israel đã có những hoạt động không phù hợp. Ông cho hay đã cảnh báo Israel đừng phạm sai lầm như Mỹ đã mắc phải sau vụ tấn công cực đoan ngày 11 tháng 9 năm 2001 dẫn đến những cuộc giao tranh bất tận. Tổng thống Biden nói và họ đang phạm phải sai lầm đó. Người phát ngôn chính phủ Israel David Manser khi được hỏi về cuộc phỏng vấn cho biết việc lãnh đạo Mỹ đưa ra bình luận như vậy về thủ tướng Netanyahu là nằm ngoài các chuẩn mực ngoại giao của mọi quốc gia có tư tưởng đúng đắn. Hồi cuối tháng 5, ông Biden đã công bố kế hoạch hòa bình được cho là của Israel nhằm mang lại hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo trang An Jazeera, kế hoạch mới này gần như không khác gì với các kế hoạch trước đó mà Hamas đã nhất trí nếu thành công Kế hoạch này sẽ mở ra lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột đã khiến trên 36.000 người Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Kế hoạch đề xuất các bên đàm phán theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đề xuất ngừng bắn đầy đủ và toàn diện kéo dài 6 tuần, trong đó quân đội Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza. Giai đoạn tiếp theo là trao đổi tù nhân Israel và Palestine, cũng như tiến hành đợt viện trợ nhân đạo để hỗ trợ những người đang đối mặt với nạn đói ở giải Gaza và trên 82.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Trong giai đoạn thứ ba, lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ được thực thi, tạo điều kiện cho việc tái thiết khu vực này, bao gồm 60% phòng khám, trường học, trường đại học và các tòa nhà tôn giáo hư hại hoặc bị lực lượng Israel phá hủy. Hamas tuyên bố họ xem xét đề xuất này một cách tích cực mà không đi sâu vào chi tiết. Một số chính trị gia Israel và gia đình của những con tin cũng như cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ đề xuất này. Cách đây ít ngày, ông Netanyahu cho biết, bất kỳ sáng kiến nào không bao gồm loại bỏ khả năng cai trị và gây chiến của Hamas đều không thể thực hiện. Đúng như dự đoán, các thành viên cực hữu và theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong liên minh cánh hữu của thủ tướng Netanyahu, ông Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich đã đe dọa sẽ rút khỏi chính phủ và khiến chính phủ sụp đổ nếu các đề xuất này được chấp nhận. Gia đình của những con tin bị bắt giữ ở Gaza cũng như một số bộ phận chính trị gia Israel vẫn đang gây áp lực buộc chính phủ phải chấp nhận thỏa thuận này. Tuy nhiên, áp lực từ chối thỏa thuận cũng mạnh mẽ không kém mà vẫn chưa rõ liệu ông Netanyahu sẽ lựa chọn điều gì. Về phía Hamas, vẫn chưa rõ liệu cái nhìn tích cực mà họ đánh giá về đề xuất này có dẫn đến động thái chấp nhận đề xuất hay không. Osama Hamdan, người phát ngôn của Hamas tại Liban cho biết, phong trào này vẫn chưa nhận được đề xuất bằng văn bản từ Mỹ. Các báo cáo bổ sung cho biết phong trào này sẽ phải đợi ý kiến từ các nhà lãnh đạo ở Gaza, bao gồm cả thủ lĩnh Yahya Sinwa, trước khi đưa ra kết luận có chấp nhận hay không. Song theo giới chuyên gia, có khả năng Hamas sẽ miễn cưỡng chấp thuận trước khi cân nhắc liệu Israel có cởi mở với thỏa thuận này hay không. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.